chống nắng Zadow SPF30 được sản xuất bởi Vic Derma, một thương hiệu dược mỹ phẩm đến từ Ấn Độ. Vic Derma có hai nhà máy sản xuất chính, một ở Ấn Độ, hai ở Mỹ. Kem chống nắng Zadow SPF30 có thể được sản xuất một trong hai nhà máy này. Bạn có thể kiểm tra thông tin xuất xứ cụ thể trên bao bì sản phẩm. Kem chống nắng Zadow SPF30 là kem chống nắng vật lý lai hóa học. Sau đây Pharma Cosmetics sẽ chia sẻ về ưu nhược điểm của sản phẩm này. Về ưu điểm, 1. Kết cấu mỏng nhẹ, dạng gel, không lên tone, thấm nhanh vào da, không gây bì da hay bết dính, đặc biệt phù hợp với da dầu, da hỗn hợp. 2. Kiểm dầu hiệu quả, giúp da khô thoáng suốt nhiều giờ. 3. Chống nắng phủ rộng, bảo vệ da toàn diện trước tia UVA, UVB. 4. Không chứa cồn, paraben, giá thành hợp lý, dễ dàng mua tại các cửa hàng mỹ phẩm. Về nhược điểm, 1. Khả năng chống nắng chỉ ở mức trung bình, SPF30 chỉ phù hợp cho những người ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. 2. Có thể gây vệt trắng trên da nếu như thoa sản phẩm không đều. 4. Không phù hợp với da khô, da nhạy cảm vì có chứa hương liệu, có thể gây khô da. Tổng kết lại, kem chống nắng Zadow SPF30 không lên tông và đặc biệt phù hợp với da dầu, da hỗn hợp. Những ai ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và thích kem chống nắng mỏng nhẹ tự nhiên.